Thưa quý vị, mấy ngày gần đây thì trước thông tin về một trường học ở Nghệ An yêu cầu học sinh phải viết giấy báo nợ vì gia đình học sinh này còn nợ nhiều khoản đóng góp đối với nhà trường từ năm học 2018-19 đến nay. Sự việc sau đó được phản ánh đã gây ra những phản ứng trái chiều từ phụ huynh, học sinh và cả dư luận. Và sau đây là tìm hiểu của phóng viên VTC về vụ việc này. Đây là tờ giấy báo nợ, thể hiện em Hoàng Ngọc Minh, lớp 7C, nợ tiền gửi xe của trường trung học cơ sở Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An trong năm học 2018-2019. Lý do không nộp số tiền này được ghi vì bố mẹ không nạp. Cam kết em và gia đình sẽ không nộp. Trong cái giấy thì em thể hiện là gia đình, vì em và gia đình là cam kết sẽ không nạp. Nhưng lý do tại sao là gia đình quay lên để nạp? Dự tính lên là để hỏi này là cho coi xin nhà trường cho coi cái nợ em viết nợ chi thì nhà trường không đưa. Thì khi này là nhà trường bảo là nợ 162.000 trong cái giấy thông báo này thì nộp được tiền thì nhà trường mới đưa giấy này ra. Theo đại diện trường trung học cơ sở Hưng Tây, năm học 2018-2019, trường có 589 học sinh. Hoàng Minh Ngọc là một trong số 50 học sinh của nhà trường hiện đang nợ các khoản đóng góp trong năm 2018-2019 và 2019-2020, bao gồm cả tiền học phí và tiền gửi xe đạp điện. Nhà trường đã gửi thông báo bằng giấy lần thứ 3 về cho từng phụ huynh. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có khoảng 24 em đã nộp đủ số tiền hiện còn đang nợ. Nói là viết theo một văn bản hành chính, viết có thiếu ngữ, kính gửi, với lại là em tên nội dung, với lại là các em tự kỷ. Và ghi cảm kết trẻ như thế nào đó. Thì việc sống thầy thu lại giấy, thầy có nói gì không? Thầy nhờ cô hiệu phó thu lại. Nhà trường trao đổi là bây giờ các em còn nợ nhà trường hai khoản tiền là tiền học phí và tiền gửi xe đạp. Và hai khoản tiền này là theo quy định nhà nước phải thu. Cho nên là bây giờ các em đến hôm nay các em chưa nộp được. Thì bây giờ nhà trường cần tổng hợp tình hình thu nộp vào cuối năm, bởi vì sắp đã bước sang năm thứ 3 rồi, thì yêu cầu của em là viết lại những khoản nào còn nợ và cho biết là có nộp hay không. Nhà trường hoàn toàn không ép. Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Nguyên, thì việc thông báo các khoản tiền nợ đóng góp theo quy định về cho phụ huynh là đúng. Tuy nhiên, việc yêu cầu các em viết giấy ghi nợ là không phù hợp với môi trường giáo dục học đường. Xử lý của nhà trường là nó không hợp với là giáo dục. Đấy. Thì cái việc mà học sinh phụ huynh nợ tiền đóng góp là tiền của phụ huynh đóng góp cho con ăn học, là trách nhiệm của phụ huynh theo quy định là phải chi trừ miễn hay là giảm theo quy định thôi, còn lửa nữa thì là phải đóng góp theo quy định. Đấy, là quy định của nhà nước thôi. Thì khi mà chưa đóng góp thì cũng nhà trường có thể là tìm hiểu lý do, rồi thứ hai nữa là thông báo nhiều lần. Được biết theo quy định số 80 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và công văn số 1570 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thì mức thu tiền gửi xe tại các trường học là xe đạp 12.000 đồng một tháng một học sinh, xe máy điện là 18.000 đồng một tháng một học sinh.